Dạ vâng, Thắng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Trần Thắng và tiến sĩ Đinh Xuân Quân sẽ được trở lại quý khán giả trong chương trình nói về Ukraine và ngày hôm nay là ngày thứ hai, ba tây tháng 7, 2023 nghìn hai Chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân ạ. À. Vâng, trước hết xin chào quý vị khán thính giả của đài SBTN và xin chào anh Tùng Thắng. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả thì uh, uh, trở lại cái vấn đề của Ukraine thì uh, cái tin nóng nhất vẫn là những cái tin liên quan đến cái cuộc nội bạo loạn uh, gọi là binh biến của Prigozhin. À, thuộc nhóm à, đánh lính đánh thuê Wagner thì kính thưa khán giả người ta có hai câu nói rằng là, là phù thủy mà nuôi âm binh thì thế nào âm binh nó cũng vỗ lại mặt trong trường hợp này à, putin nuôi một con chó điên thì con chó nàng mà không có gọi là chích ngừa cho nó đó, thì sẽ có ngày nó cắn bậy thì đó chúng ta đã thấy những gì đã xảy ra à, hiện tại trong cái thời gian vừa qua thì cái câu hỏi đặt ra là thưa tiến sĩ đến xuân quân thì bây giờ cái vụ prigozhin coi như là ông ừ ổng qua, ổng lưu vong ở bên Belarus rồi. Có những cái hình ảnh vệ tinh của à, phía bên à, NATO chụp hình cho thấy rằng là bây giờ cái nhóm đánh đánh thuê này đang xây dựng căn cứ ở Belarus và khối NATO cũng à, các quốc gia ở vùng Baltic, đặc biệt là vùng Baltic ngày xưa đó. Thì họ rất là lo lắng và đặc, đặc biệt là Ba Lan lo lắng là có thể cái nhóm này có thể qua đó nhân cơ hội này sẽ dùng cái căn cứ của Belarus sẽ tấn, tấn công họ nhưng mà ông Rosenberg là tổng thư ký của NATO nói rằng là đừng lo đã nói rằng hãy một quốc gia nào thành viên của NATO bị tấn công thì coi như tất cả lực lượng sẽ phản công thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là với tình hình rối ren giữa lính đánh thuê giữa những con chó điên như thế thì ông Putin và nước Nga sẽ đi về đâu sau vụ, vụ chính biến này thưa tiến sĩ lịch sử quân? Vâng à, tôi thấy là cái anh anh Thoàn Thắng ở chỗ này nói thì mình nên cho quý khán thính giả biết một tí về lịch sử yeah. và khi mà họ biết về lịch sử thì họ sẽ hiểu thấu hơn yeah. về những cái chuyện gì nó đang xảy ra. Vâng. Quý vị nhớ đó, trước đệ nhị thế chiến đó, thì đã có một vụ nó hơi giống cái này, một vụ nó giống cái này thì lúc đó đó là cơ quan tình báo của 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 Đức đó là cái Stapo đó họ đã dựng lên một cái âm mưu nói là mấy ông tướng nga mấy ông nào giỏi nhất thì lúc đó là liên xô, liên xô đúng, lúc đó là liên xô thì là đưa cái ông mưu đó ra thì lòi ra thì lúc đó Stalin với phải thanh chừng, thanh à. Trừng mấy ông tướng đó, à. Thành ra tất cả cái hàng tướng giỏi của liên xô lúc đó đó bị thanh chừng và vì vậy khi mà đức đánh vào vào liên xô Năm 1941 đó thì là bị lúng nghĩa là quân đội nga thua điền yeah. thua rất là lâu sau một thời gian sau thì mới 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 lấy lại được nhưng mà lúc đầu là vì không có tướng tướng đã bị nghe là cho Stalin đi cải tạo đó. hay là cho đi về hưu hay là cho đi nằm, nằm, nằm nghỉ, nghỉ chơi xe nước rồi yeah. đó là cái vấn đề lịch sử lịch sử đó là của đề nghị thế chiến thì hiện giờ chúng ta thấy gì chúng ta thấy là khi mà uh, có cái vụ Wagner thì quý vị thấy đó người ta thấy là quân đội của Wagner đi từ Ukraine về Rostov-on-Don và từ đó đi về uh, Moscow thì không có ai ngăn cản hết, yeah. không ai ngăn cản hết thì người ta nói là à, chắc như vậy là phải có thông đồng giữa mấy ông tướng chứ, yeah. đó là phần người ta đặt câu hỏi ngược lại Hoa Kỳ thì nói là chúng tôi biết những cái chuyện của ông Prigozhin uh, này cả mấy tháng trước rồi chúng yeah. tôi theo dõi từ tháng 2 rồi là đã có xích mích giữa các lính đánh thuê Warner và là 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 bộ quốc phòng của nga yeah. thì là hoa kỳ họ theo dõi kỹ lắm yeah. thì chúng ta thấy cái gì mới đây đó thì là chính CIA đã cho họ vẫn làm việc với, với với bên nga bên bên FSB của nga nghĩa yeah. là là cái là phản công của nga họ làm việc họ nói là chúng tôi biết cái chuyện này và trong đó <laughs> có cái ông tướng là Sorivi Sin Ah à, và cái ông này là ông tướng là, ông này là, là ông ở, số 3 là hung thần ở Syria đó đúng ông này là gọi là hung thần ở Syria nhưng mà ông này là một ông tướng giỏi ông là có một thời gian làm tổng tư lệnh quân đội tại Ukraine oh. ông đó, tổng tư lệnh quân đội tại Ukraine và vì vậy ông ta rất là quen với lại 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 Ờ, ông quen với Prigozhin là tại vì lính đánh thuê Wagner đã được sử dụng ở bên Đúng. chiến trường của Syria. Trên hai ông này không, rất là không không những ở Syria không mà cả ở Phi châu. Vâng. Yeah. Ở Phi châu mà cả bên 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 đánh ở bên Ukraine nữa. Yeah. Do đó ông này đã bị bắt, bị câu lưu, bị yeah. uh, FSB câu lưu và hỏi thì hiện giờ thì ông ta biến mất rồi. Yeah. Chúng ta không biết là ông ta có được thả luôn hay không thả luôn. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn cái lịch sử thì quý vị sẽ thấy đây là mình có thể nói là tình báo Hoa Kỳ là một cú rất là rất là đẹp tại vì họ đẩy ông Sauriin ra khỏi cái cái thành phần mà tướng lãnh của 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 nga vì vậy tại sao mà ông putin dám tin mấy cái người này được tại yeah. vì có dính vào ông <laughs> ông ông quá nữa đúng yeah. không yeah. và Như có một người thứ hai một người gọi là đứng hàng thứ hai là ông tổng tham mưu trưởng là gerasimov không thì đúng lúc ông đầu... này cũng biết mất luôn thì đó thì ông gerasimov và bây giờ chỉ có ông sogun là lòi là mặt ra thôi Đúng rồi. ông gerasimov là lúc đầu là số hai trong yeah. bộ quốc phòng. Yeah. Sau đó còn cái ông Sorovikin là số ba. Yeah. Thì ông số 2 và ông số 3 được đứng lên làm tổng tư lệnh quân đội nga tại Ukraine. thì ừ. lúc đầu làm làm xong rồi ông Putin đưa ông Sorovikin lên làm thì ông ta chính ông này là cái người rút quân ra khỏi cơ sân và đi qua bên kia sông à. và làm những cái hàng rào mà bây giờ gọi gọi là cái cái hàng là phòng thủ phòng thủ Viking yeah. đó mình thấy là như vậy là trong cái hàng tướng lớn của của Nga đó là hiện giờ sẽ có một cái cuộc thanh trừng lớn nhưng mà sẽ có những cái người mà giỏi có thể không được tin cậy nữa mà không được tin cậy không được tổng thống Putin tin cậy thì làm sao quân đội Nga mà đánh nhau được ở trên đã lộn xộn ở dưới rồi bây giờ lại mang uh, quân uh, chết Chech, ở uh, về nữa thì bây giờ đó đúng là trong gia đình có xào xảo thì làm sao mà quân lính có yên tâm đánh nhau được. Yeah. Và như vậy là mình thấy là cái là quân đội Nga là vào cái thế thế cụt rồi, thế kẹt rồi. Thì ở đây đó thì tôi chỉ nhắc lại cái này để cho quý vị khán thính giả thấy là không phải là trong cái vụ mà Warner là chỉ có ông Warner mà lo thôi. Nhưng mà cái vấn đề nó là có cả trong có một cái cuộc thanh trừng đang có cuộc thanh trừng trong hàng tướng lãnh của nga và những cái ông tướng giỏi đó khá đó là bị đẩy vào một bên rồi. Mình yeah. chưa biết số phận của họ đi đâu. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là đây nó là một một cái nghe là cú của của CIA đối với lại quân đội nga. TV à mất niềm tin của ông Putin thì mấy ông đâu có làm việc được nữa. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Mà như vậy đó thì quân đội Nga làm sao đánh nhau được? Thì đó, tôi thấy đây nó là cái quan trọng chứ còn những cái tin tức nói là ở à, bây giờ quân đội Ukraine họ đã tiến bao nhiêu cây số, họ đã kéo những cái mấy cái hình mà những cái xe tăng Leopard hay là những cái xe của Anh hay là à của Pháp, của Pháp và của của Mỹ đó mà bị bắn thủng hay là bắn hư đó khi mà đi qua bãi mìn đó thì bây giờ họ kéo được hết, họ kéo về họ sửa 25 chiếc họ kéo về sửa hết yeah. nhưng mà thật ra cái đó nó không quan trọng. Hiện giờ quan trọng là cuộc thanh trừng trong quân đội Nga thì nó sẽ có hậu quả xấu đối với quân đội Nga. Yeah. Cái thứ hai là có nhiều chuyến đi thăm Ukraine. Hiện giờ là có một ông Uh, đức hồng y của Vatican gửi yeah. qua yeah. thăm viếng không những thăm viếng Ukraine mà thăm viếng cả Moscow nữa yeah. để làm sao kiếm một giải pháp hòa bình rồi ông đứng đầu ông bên đó là là, là, là ông cia là trước đây là William là, Bern là là đứng đầu CIA. CIA nhưng mà hồi xưa là ông bên đây đó ông tóc trắng đó yeah. ông đó là hồi xưa là Uh, đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow oh, yeah. à, à. thành ra những người này mà ông ông bơn đã đã đi qua gặp ông Zelensky để nói về ông ta nói về cái chuyện trước khi mà warner xảy ra à. và ông ta cũng nói về vấn đề trong tương lai hòa bình ra sao à. thì vì vậy đó những cái chuyến thăm này là những cái chuyến thăm rất là quan trọng là tại vì mình thấy sau hơn 15 16 tháng đánh nhau đó thì bắt đầu các nướng bắt đầu nói chuyện tới hòa bình. Nói yeah. chuyện là nghĩa là bây giờ nghĩa là phải, phải hai hai bên làm sao mà hai bên ngồi với nhau được yeah. chứ đâu có phải tự nhiên mà ngồi được. Ngồi được xong rồi không biết là bàn tròn hay bàn bàn dài hay bàn ngắn thì nó còn kéo dài lắm. Yeah. Nhưng mà dù muốn được không ai cũng bắt đầu nói nhiều về vấn đề hòa bình. Yeah. Vấn đề mà quy trình mình nói về vấn đề không đúng nhưng mà quy trình nghĩa là thương thuyết về hòa bình yeah. đó đó là cái chuyện mà quan trọng nhất còn hơn là những cái việc đánh ở bên miền đông thì sao đánh ở miền nam thì sao thì quân đội Ukraine có 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 nghĩa là khá hơn được viện trợ thêm được Hoa Kỳ viện trợ thêm được mấy cái gói viện trợ thêm nhưng mà mình sẽ thấy từ đây hai tuần nữa thì sẽ có gặp nhau NATO gặp nhau ở Vilnius yeah. ở bên Baltic yeah. và lúc đó các cái lãnh đạo trên thế giới kể cả tổng thống Biden sẽ có mặt ở đó yeah. vì vậy đó chúng ta sẽ trong một hai ba tuần nữa đây tới cuối tháng là có nhiều chuyện nó xảy ra mà rất là quan trọng cho tương lai của Ukraine. Dạ. Yeah. Vâng. Trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay thì tác xin mời quý giả thay do phần thông tin cơ vào đài truyền hình SBTN chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin của bạn đại truyền hình SBT Anh Xoay sẽ được trở lại buổi trò chuyện với tiến sĩ Đinh Sư Quân. Thưa tiến sĩ Quân, thế thì uh, theo nhận định của tiến sĩ đó thì hai ông tướng là Gerasimov và ông Surovikin đã bị coi như là bị loại ra khỏi. Nghĩa là cho tới giữa phút này mình chưa biết hai ông này đang bị bắt hay là bị câu lưu hay như thế nào nhưng mà hai ông này vắng bóng trên trên, trên cái quân trường như là trong cái quân trường. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là ông Gerson là cái ông đó đó, vâng. là ông, đó, ông số 2 đó. Dạ vâng. Thì cái ông hai ông này ông Putin và ông số 2 này là ông Gerson là coi như tổng tham mưu trưởng. đến gặp cái ông thứ ba lúc bây giờ theo cái đoạn video này đó là là um, ông này, là cái ông độc đó. đó. đó Đúng. Dạ. Thì ông ông thứ ba bạn ừ. của ông à uh, 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 ở từ ở, do hai người biết nhau từ cái thời mà đánh ở Syria. Thế thì câu hỏi đặt ra là theo nhận định của tiến sĩ Quân đó, thì hai cái ông tướng này và ông Putin đã bị mắc mưu của CIA trong cái kịch bản mà Đức đã từng sử dụng trước Thế chiến thứ hai để mà cho Stalin loại trừ hàng loạt cái tướng lãnh của của Liên Xô. Tôi thấy lịch sử nó còn đó. Nếu mà ông Putin khôn đó thì là phải điều tra kỹ chứ đừng có làm như hấp tấp như thời Stalin. À. Thời Stalin trước đây Liên Xô đã các ông tướng nó đã bị nghĩa là cho đi cải tạo hết hay là cho nghĩa là không còn cầm quyền nữa. Yeah. Còn ở đây đó thì mình chưa biết họ có thể vắng mặt nhưng mà mong rằng nếu mà không đó thì là họ rơi vào cái bẫy của CIA. À. À, họ làm một lúc hai chuyện, <laughs> ông Suryzin là số 3. Đúng rồi. Mà có một thời gian là đứng đầu tổng tư lệnh quân đội Nga tại uh, Ukraine, Ukraine. Yeah. do đó ông này mà hiện giờ đó mình phải nói là quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc tập tổng phản tấn công. công vì cái, cái cái là gọi là cái đường mà cái là uh, thủ đó của Sori Soriykin Sori yeah. đó yeah. nó gọi là cái con đường đó là phòng thủ đó cái tuyến phòng thủ Soriykin vẫn yeah. còn đó vâng. do đó là gặp nhiều khó khăn nhưng mà anh Toàn Thắng thấy là Chiến tranh Ukraine nó đã mang lại rất là nhiều cái hậu quả. Hiện giờ tôi thấy có cả cái là phó tổng thống tranh cử Mike Pence cũng đi qua bên Ukraine. Đã đúng đó. rồi, Ô, ông 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 Mike Pence, ông cũng đi qua bên Ukraine. Vâng. Để uh, để vì mà... ông qua Ukraine đó thì mình thấy tôi đây tôi nói cho mấy ông bạn tôi ở bên Ukraine đó là đây cũng là một cái hay. Dạ. Cái hay là tại sao là ông Pence là cộng hòa dạ yeah. mà ông biết là đa số cộng hòa không có muốn ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến này, yeah. thì nếu mà ông vay ông Mike Pence qua đó thì nó là một cái chú ý là trong đảng cộng hòa trước hết có sự dịch, chia rẽ, nghĩa là chia rẽ, yeah. hả? mình chưa nói nó là, là 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 nhiều cái chuyện tôi nghĩ là không phải là, là chia rẽ không mà là xích mẻ yeah. trong đảng cộng sản à, trong cái đảng cộng hòa yeah. thì đây đó sự hiện diện của ông Mike Pence tại cái thành phố mà mà có nghĩa là tội ác của nga đó yeah. thì đây nó là một cái chuyện rất là lớn và đây cũng là một cái tin mừng cho thấy cho những bạn mấy bạn mà Ukraine của tôi nghĩa là không phải trong chính trị Hoa Kỳ không phải đảng cộng hòa ai cũng chống Ukraine hết, dạ vâng. hay là muốn rút không viện trợ cho Ukraine nữa dạ thì vâng. đây đó tôi cũng đây đó là một cái là mong một cái hay của 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 tại vì cái hậu quả của Ukraine nó nhiều lắm nó từ từ đây là, là, là bầu cử bên Hoa Kỳ nhưng mà tại Âu, Âu Châu Á Châu đều có nhiều hậu quả nữa đúng yeah, không? Yeah. Có nhiều hậu quả tại Á Châu nữa, tại Đài Loan, tại Việt Nam, tại vân vân biết đúng bao nhiêu chuyện. Đúng rồi. Yeah, Thì yeah, vì yeah. vậy đó, đây nó là một cái đối với cái chuyến đi thăm của ông uh, ông Pence đó là một cái may mắn cho cho Ukraine. cho cho Ukraine yeah, nó vâng. nó cho thấy là Đảng Cộng Hòa không có phải là người nào cũng chống lại Ukraine. Dạ yeah, vâng. À, trở lại một cái bản tin uh, vấn đề là cái cái kịch bản mà chia rẽ uh, các vị tướng ở trong hàng ngũ của Liên Xô trước kia dưới thời Đức và à uh, Đức thời xã và, 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 và liên Stalin xo, và Stalin đó. và bây giờ là dưới thời của Putin và CIA và Ukraine. Thì một một hình uh, thì mới đây thì không hiểu rằng là cái câu tuyên bố của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam trong chuyến viếng thăm uh, Bắc Kinh vừa qua ông đã gặp uh, theo bản tin của Đài VOE đó ở trong cái thông cáo báo chí thì hoàn toàn không nhắc đến cái vấn đề này Chỉ nói là hai bên Việt Nam và Trung Quốc à, Sau khi ông Phạm Minh Chính rời khỏi à, gặp gỡ ông Tập Cận Bình thì có đưa ra bản thông cáo chung là Hai bên Việt Nam Trung Quốc là núi sông liền một dãy Cùng chung chí hướng chia sẻ vận mệnh chung đều nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân và sự giàu mạnh của đất nước Cho sự nghiệp cao cả của hòa bình Thế thì, thì nhưng mà Nói Trong cái bản thông cáo chung nó không có viết một cái đoạn khác mà tờ VOA tờ À, bản tin của video tường thuật rằng là ông Phạm Minh Chính đã nói với ông Tập Cận Bình theo lời của Tân Hoa xã nha. Tân Hoa đây là Tân Hoa xã là là đài à, thông thông tấn của phía bên Trung Quốc. Họ nói rằng là ông Phạm Minh Chính đã nói với ông Tập rằng là không cho phép bất kỳ thế lực nào chen ngang giữa hai quốc gia. À, vậy thì thưa Tiến sĩ Quân, nếu như vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng cái kịch bản của bên Đức thời Đức quốc xã và thời Liên Xô và kịch bản bây giờ giữa CIA và giữa Putin và Gerasimov và Zhirovikin thì không hiểu là cái ý của ông Phạm Minh Chính ông nói rằng là, là ông, bây tôi... giờ mà có những cái những cái thứ chia rẽ đó sao là, là, là không có chuyện đó. Vâng nhưng mà anh anh toàn Thắng nhớ là kỳ trước chúng ta đã phân tích và nói là nhờ cái sự hiện diện của cái tàu hàng không vô hạm tại Đà Nẵng do đó ông Phạm Minh Chính nhờ cái đó đi qua bên bên Trung Quốc nói chuyện với Trung Quốc một cách mạnh mẽ hơn. Tại vì chúng ta bị Trung Quốc ăn hiếp quá nhiều. Yeah. Đúng. Bây không? giờ bây giờ bác bác nói vậy phải không? Đúng. Cái tàu à, à, hàng không có hạ tới cập cảng Đà Nẵng. Ừ. Thì trong cái buổi họp giữa ông Phạm Minh Chính và ông Tập Cận Bình, thì ông Tập Cận Bình có mời hai người hậu duệ là người cháu của tướng Trần Thanh ừ. cũng tới trong buổi họp ngồi hôm đó và nói rất rõ đây là cháu của tướng Trần Thanh, người đã từng giúp Võ Nguyên Giáp cố vấn chiến vâng. thuật chiến lược đánh Đại... Điện Biên Phủ để cho Cộng sản Việt Nam thắng và Phạm Minh Chính đã phải lên tiếng cảm ơn hai người đó. Ê, bà, bà, bà. Đúng tiếng Theo Đóng Một bên này nè nè nè, tôi có anh Mỹ chống lưng nè, một bên ơ oh, anh còn nhớ không? Ơn của chúng tôi nha, từ tướng Trần Thanh đến giờ anh đừng quên ơn chúng tôi không có không có mao trạch Đông chống lưng là mấy anh không có cái đảng ngồi ra đây không Đúng không ạ? À? Vâng nhưng mà ở đây đó tôi thêm một cái nữa yeah. là, là tôi thấy là anh nói cũng là rất là hay nhưng mà thiếu một cái điều nữa yeah. là hiện giờ tại Hoa Thanh Đốn tại Washington DC là có mặt của ông ông Trung là đại diện của Trung ương Đảng về vấn đề ngoại giao có à. mặt tại một bên là ông Phạm Minh Chính là ở Bắc Kinh còn ông này ông Trung thì là ở Washington Washington DC thì có phải là Việt Nam chúng ta đã nói việt nam vẫn đi hàng hai hay đi hai hàng ở đi chẳng hạn à đó không à. nhưng mà dù muốn rồi không nữa ở đây là rõ ràng lắm ông phạm minh chính có muốn đưa chứng minh ra thì chứng minh nhưng mà cái tàu nó vẫn còn đó cái yeah. tàu hàng không của hạm vẫn còn ở đà nẵng yeah. bây giờ thì chắc nó đi, đi rồi sắp rồi, sắp đi rồi, đi rồi. nhưng dạ. mà đó là hôm đó nói đó thì là có, có cái tàu đúng, ở đó đúng, đúng. mà quý vị cũng nhớ là cùng lúc đó là ông trung Ông đi qua thăm Washington DC. Yeah. Đây có thể là để sửa soạn một cuộc họp giữa tổng thống Biden và ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng vào mà... cái cuộc mà gặp gỡ tại nghĩa là uh, San Francisco tới đây gần đây đó là cái tháng 11 đó là cái đó. hội nghị của của uh, APEC. Đúng. Nhưng, Nhưng mà, mà phải sửa soạn trước. dạ hiểu dạ hiểu. Nhưng mà cái vấn đề đó khó lòng cho tổng thống Joe Biden gặp Nguyễn Phú Trọng nếu như Việt Nam không chịu vẫn ấm ờ không chịu nâng cái quan hệ đối tác lên hàng chiến lược. Tôi nghĩ cái chuyện đó đó nếu mà anh là một nước cường quốc thì đó là những cái chuyện nhỏ là tại vì Hoa Kỳ đó là đi chơi với một trăm mấy chục nước trên thế giới từ các nước phi châu tới cái nước mà thì các nước phi châu đó nhiều cả nhiều lúc nó còn díu dở hơn nữa <laughs> là, là nói là ở á châu á châu thì quá nghiêm chỉnh nhưng mà nghĩa là chỉ nghĩa là toàn là là mưu mẹo thôi nhưng mà phi châu nó là mình có thể nói được nhiều chỗ nó còn díu dở thì hoa kỳ đã đã gặp tất cả các trường hợp đó rồi yeah. không có thiếu gì đâu yeah. thì tôi nghĩ đó là bộ ngoại giao hoa kỳ đủ khôn đủ khôn để thấy là một bên thấy là khi tàu hàng không hoa hạm vào Đà Nẵng thì đài truyền hình Việt Nam chống cho một cái bản kịch lên chống cái chuyện đó. Yeah. Rồi xong thấy ông Phạm Minh Chính đi qua bên gặp Bắc Kinh. Yeah. Ngược lại thì Hoa Kỳ cũng thấy là ông Trung, ông Trung đi qua gặp ông ông Ngoại trưởng Blinken yeah. tại uh, Hoa Thịnh Đón tại Washington DC thì do đó quý vị thấy họ là lúc nào cũng hàng hai hết nhưng mà. Tôi thấy là tôi vẫn giữ cái, cái mà đánh giá của tôi là trước đây đó là 90% nghiêng về Trung Quốc. Nếu mà chúng ta nghe cái lời của ông chính là nó như vậy, nhưng mà thật là Đúng ông đó. chính nói như vậy nhưng mà song song với ông chính thì có ông Trung nằm tại Washington DC nói chuyện với ông Lincoln thì ở đây đó tôi vẫn đánh giá quý vị đấy là Việt Nam khó mà bỏ Trung Quốc tại vì bỏ Trung Quốc thì Nông dân Việt Nam cũng là cũng thiệt thòi nhiều nhưng mà họ đủ khôn để họ dần dần rút ra. Trước đây thì tôi nói có thể là Trung Quốc làm cái gì thì Việt Nam làm cái đó thì 90% nhưng mà bây giờ nó thì đúng nó đúng rồi. Trời. Thì... Nhưng mà ông ông Trung mà bỏ đi qua nó no về ngoại giao mà bỏ đi qua gặp ông Blinken thì là mình thấy là rõ ràng là cái chuyện mà ông ta ông chính nói tại Bắc Kinh đó thì chúng ta phải nên xét lại vấn đề đặt ra là ông ông Nguyễn Phú Trọng qua bên Bắc Kinh thấy tập cận bình đã hổ diệt rồi thì ông về ông cũng đốt lò vâng à, sao y bản tránh hai bên không có gì khác biệt cả nghĩa là cha cùng cha con cùng con à, núi sông liền một dãy cha làm gì con làm đó thì trong trường hợp này rõ ràng là, là cái chuyện Nhưng mà, mà quyền lợi của Việt Nam đâu có phải để cho Trung Quốc chiếm biển Đông thì nếu chiếm miền đông thì tự nhiên là quyền lợi của việt nam thấy là có cái hàng không của hạng hoa kỳ nó ở đó thì ở đây đó anh, anh họ nói như vậy nhưng mà không nếu mà Trung Quốc không cho phép thì làm sao cái tàu 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 Trung Quốc mà vào à, à, lãnh tàu, phận tàu, Việt Nam? Tàu, tàu, tàu Mỹ, tàu Mỹ. Không, nó có cái tàu mà trước đó, cái à, trước, trước khi đó. tới đó thì là có một cái tàu mà nghiên cứu của Trung Quốc rồi vào dạ, cái vùng dạ, dạ, trước mấy rồi. cái giàn khoan của dạ, mình đấy. Dạ, dạ. Thì có phải là Trung Quốc gian không? Dạ. Trung Quốc gian thì Việt Nam gian cũng có sao không? Dạ, thì tôi thấy ở chỗ này đó thì rõ ràng là khi chúng ta phân tích là rõ ràng là hai bên người nào cũng đi hàng ai hết. Yeah. chứ không có người nào thật tình đâu. Dạ. Yeah. Nếu yeah. mà nếu mà Việt Nam mà thật tình như ông Chính nói đó, thì là sẽ bị lịch sử đánh giá là phản quốc bán nước. Yeah. Anh, anh, anh 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 anh, thì họ cũng không đủ khôn để không làm chuyện đó. Dạ yeah, vâng. Dạ yeah, vâng. À, rất tiếc và thời gian không có nhiều một lần nữa tình cảm xin cảm ơn quý giả của SPTN và xin cảm ơn Tỷ Sĩ Đinh Xuân Quân và xin hẹn quý giả vào tuần sau nhà này trên đài truyền hình SPTN